Chào các bạn, mình là Sun. Các bạn đang lắng nghe Sun Huyền Podcast. Cách đây một năm, vào khoảng thời gian này thì Sun đã bắt đầu những số podcast đầu tiên cho Sun Huyền Podcast. Sau đấy một thời gian thì mình mở kênh YouTube dành riêng cho nó để có thể được chia sẻ nhiều hơn đến đông đảo mọi người. Ngày hôm nay ở đây thì Sun muốn gửi một lời cảm ơn đến tất cả các bạn vì đã ủng hộ, đã lắng nghe và xem Sun Huyền Podcast như là một nơi để tâm tình chia sẻ. Hy vọng rằng chúng ta cũng có thể cùng nhau bước đi lâu hơn nữa trên con đường phát triển nhé. Trong gần một năm vừa rồi thì mình đã nhận được rất là nhiều những sự quan tâm của các bạn. Và thật sự khi mà mình mới bắt đầu ấy thì mình cũng không nghĩ rằng nó lại được yêu thích đến như vậy. Sun Huyền Podcast luôn nằm trong top những kênh được yêu thích nhất ở trên Spotify cũng như là Apple Podcast. Và có hơn 4 triệu lượt nghe trên kênh của mình. Rất là nhiều những số mà có tận hơn 100.000 lượt nghe. Điểm qua cho các bạn một chút về những số podcast được nghe nhiều nhất nhé. Đầu tiên thì chính là số podcast thứ tư, Sự Nỗ Lực Đáng Giá Bao Nhiêu, đang là số podcast được nghe nhiều nhất. Thứ hai đấy chính là Tha Thứ Cho Chính Mình. Tiếp theo đấy chính là Đi Tìm Đam Mê Và Ý Nghĩa Của Cuộc Sống. Và rồi chúng ta còn có Kẻ Lớn Lên Qua Những Cuộc Tình, Bị Từ Chối, Bạn Thân, Sống Xa Nhà. Wow, thật sự là có rất nhiều những số podcast được các bạn yêu thích và điều đó khiến mình có thêm những động lực để tiếp tục lên sóng và chia sẻ cho các bạn nhiều hơn về những chủ đề khác nữa trong tương lai. Và đương nhiên là nếu như các bạn nghe podcast của Sun lâu rồi hoặc là đã biết đến mình từ lâu ấy, thì chắc chắn rằng yêu bản thân luôn là một chủ đề mà Sun muốn chia sẻ cho các bạn và muốn lặp đi lặp lại nó, muốn nhắc lại nó thật nhiều lần cho dù các bạn cảm thấy nó rất chán, rất mệt rồi. Nhưng mà Sun nghĩ rằng là mình cần phải ở đây và dặn dò, nhắc nhở cũng như là động viên các bạn hãy sống cho cuộc sống của mình, yêu lấy bản thân mình. Tại vì chúng ta rất khó để có một đời người các bạn. Vậy nên là làm tổn thương hay là tự ti hay là coi thường chính mình ấy, thì rất là đau khổ. Thay vì thế chúng ta hãy lựa chọn yêu bản thân, hãy lựa chọn sống cuộc sống mà mình mong muốn và cố gắng vì bản thân mình. Nhưng mà có bao giờ các bạn tự ngồi xuống và suy nghĩ về việc mình đang yêu lấy mình như thế nào? Mình có đang thực sự yêu bản thân mình hay không? Người ta nói về việc yêu bản thân nghĩa là hãy mua thật là nhiều quần áo đẹp để mặc này, rồi make up thật là xinh lung linh, chăm sóc cho bản thân, rồi nỗ lực chăm chỉ học tập kiếm tiền này, thì đương nhiên nó cũng không hề sai. Khi tập trung vào bản thân thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những thói quen và nhiều những hành động để làm điều đó. Nhưng mà Sun đang muốn nói về một tình yêu vô điều kiện với chính mình. Yêu mình kể cả khi mình chưa hoàn hảo, mình có nhiều những thói quen xấu, mình có nhiều những nét rất là kỳ cục. Yêu kể cả khi mình không phải là một người giỏi, không phải là một người đẹp, không phải là một người có tính cách hoàn hảo. Có bao giờ các bạn chán ghét chính bản thân mình hay chưa? Hoặc thậm chí ngay lúc này đây, khi mà các bạn vẫn đang cố gắng để yêu bản thân mỗi ngày đó, vẫn có một giây phút nào đấy bạn cảm thấy mình không đủ. Sao suy nghĩ về tình yêu vô điều kiện với bản thân mình khi mà trong một khoảnh khắc nào đấy mình buồn. Và nỗi buồn đấy được bắt đầu từ việc những kỳ vọng của người khác lên mình quá lớn mà năng lực của mình có hạn. Mình chỉ đang làm tốt nhất những gì mình có thể ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà đôi lúc mình cảm thấy rằng là những sự nỗ lực và cố gắng đấy vẫn chưa đủ. Vậy nên là mình đã dành ra khoảng vài tiếng để mình buồn đó các bạn. Mình ngồi ở một quán cà phê, nhìn ra đường và suy nghĩ. Thật ra mình không muốn trốn tránh nỗi buồn, mình muốn đối diện với nó và cùng ngồi xem thử là mình đang buồn vì điều gì, là mình có thể thay đổi được không, hay là mình cần phải chấp nhận nó, hay mình cần phải làm như thế nào đấy để mình đối diện với cái nỗi buồn đó. Nỗi buồn của mình bản thân mình bình thường đã là một người tạo ra rất là nhiều áp lực. Đôi khi người khác không nhìn thấy điều đấy đâu, nhưng mà nó ở bên trong suy nghĩ của mình. Mình luôn muốn làm mọi thứ phải tốt hơn và cực kỳ khắt khe với những gì mà mình
mình hy vọng, mình mong muốn ấy. Vậy nên là có một câu chuyện xảy ra và mình cảm thấy rằng những cái sự nỗ lực của mình từ trước đến giờ vẫn là không đủ. Có những người mà người ta muốn hơn như vậy nữa, người ta khao khát nhiều điều hơn nữa, người ta muốn mình có thể cho họ nhiều thứ hơn nữa. Và trước hết là mình cảm thấy buồn vì đâu đấy thì mình khiến họ thất vọng. Và bản thân mình cảm thấy rằng cảm giác không đủ tốt và không đủ giỏi ấy, nó rất là buồn ấy. Các bạn đã từng trải qua khoảng thời gian như thế chưa? Kiểu thất vọng ấy. Nhưng chắc là mình chỉ quẩn quanh với nó một tiếng. Không biết là có đến một tiếng không, nhưng mà mình hiểu được một điều quan trọng rằng khả năng của mình có hạn. Và mình cũng không thể nào sống với kỳ vọng của tất cả mọi người. Mình chỉ nên sống với ước mơ, khao khát, hoài bão của riêng mình. Và mình biết rằng khắt khe với bản thân là một điều cần thiết. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng không công nhận những sự nỗ lực của bản thân. Trong suốt thời gian vừa rồi, 5 năm kể từ lúc mình tốt nghiệp cho đến bây giờ, đi làm, rồi ra làm riêng, rồi bây giờ có một kênh YouTube hơn 500.000 lượt theo dõi, và bây giờ là Sun Hen Podcast với hơn 4 triệu lượt nghe. Nếu như nhìn vào những sự nỗ lực của một đứa sinh viên như mình từ hồi đấy cho đến bây giờ thì nó là cả một con đường rất là dài khi mà mình phải tự làm mọi thứ. Đặc biệt là những ngày đầu tiên, từ hồi đấy cho đến bây giờ 5 năm, sự phát triển rất là rõ rệt, mình nhìn được nó và mọi người cũng có thể nhìn thấy điều đấy. Và mình cũng không thể nào mải mê đi theo những sự kỳ vọng của mọi người, sự khao khát của mọi người mà quên mất rằng mình đang làm gì, mình muốn gì và khả năng của mình như thế nào. Tại vì đôi khi chúng ta cũng muốn làm siêu nhân, chúng ta muốn giải cứu thế giới ha, nhưng mà chúng ta chỉ là người bình thường thôi. Chúng ta chỉ làm tốt nhất những gì mình có thể ở trong phạm vi của riêng mình. Mình biết rằng mình không hoàn hảo ấy. Những gì mình đang làm là mình cố gắng hết sức. Mặc dù có nhiều điều thì mình vẫn giữ cho riêng mình, có nhiều điều thì mình vẫn dành ở đấy từ từ mỗi ngày. Nhưng mà với mỗi sản phẩm hay là mỗi sự chia sẻ thì mình đều cố gắng làm sao cho nó trọn vẹn và chỉn chu nhất có thể ở thời điểm đấy. Nên là sau một tiếng hơi buồn một chút thì mình cũng tỉnh ngộ ra. Lắm lúc cũng đánh mất sự tự tôn bình thường đấy các bạn. Thì buồn một chút cũng không sao, để mình có thể nhìn nhận lại mọi thứ một cách khách quan hơn. Đương nhiên là cái việc mà cố gắng phát triển là điều không thể nào mà không có rồi. Mỗi ngày mình đều cố gắng. Và với mỗi nội dung mà mình chia sẻ thì mình cũng cố gắng để chỉn chu nhất có thể. Đương nhiên nó không phải là thứ gì đấy cực kỳ viral, cực kỳ ăn khách, nhưng mà San nghĩ rằng nó sẽ thực sự phù hợp với những người cần nó. Và nếu ai cần nó rồi và đi cùng nó rất là lâu. Việc mà San chia sẻ những nội dung cũng giống như tìm bạn bè vậy đó. Những người ở cùng tần số mới có thể đi với nhau lâu dài được. Dẫu sao thì cảm xúc đấy mình vẫn trải qua nha. Có nhiều bạn nghĩ rằng là San sẽ không bao giờ buồn, không bao giờ thất vọng, nhưng mà không phải đâu, mình luôn luôn có những cảm xúc như thế, chỉ là ít thôi, lâu lâu mới gặp thôi. Nhưng mà những lúc như vậy thì nhờ việc mình thực sự yêu bản thân, trân trọng những gì mình có, yêu cả những điều không hoàn hảo ấy, thì mình mới có thể vượt qua được cảm xúc đấy một cách dễ dàng. Cũng giống như việc make up vậy đó. Make up sẽ giúp chúng ta có thể xinh đẹp hơn theo một cách nào đấy, che đi những vết thâm mụn ha, bôi lên để cho màu son tươi đắn hơn, nụ cười rạng rỡ hơn, lông mi thì cong vút hơn, hai má hồng hồng. Make up giúp chúng ta xinh đẹp hơn và tự tin hơn. Nhưng mà điều đấy không có nghĩa rằng khi lột hết tất cả những lớp make up đi thì chúng ta sẽ phải luồn cúi ấy, hay là phải ghét chính bản thân mình ấy. Có bao giờ các bạn tẩy trang xong các bạn soi mình trong gương và các bạn cảm thấy mình thật là tệ không? Kiểu mình thật là xấu ấy. Ngày xưa mình đã từng như thế các bạn. Nhưng mà sau này thì theo thời gian ấy, mình yêu cái vầng trán cao cao của mình. Chỉ có khi tẩy trang mình mới nhìn thấy nó một cách rõ ràng. Nó luôn là một trong số những thứ mình tự tin nhất đấy các bạn. Nhưng mà mình vẫn yêu quý nó theo một cách nào đấy. Đôi mắt của mình thì hơi bé một chút, mũi của mình thì không có cao, miệng của mình thì cũng không hẳn là quá hồng hào hay là quá xinh đẹp, nhưng mà mình thích nụ cười của mình. Bây giờ thì khi tẩy hết lớp make up ra, mình lại yêu thích nó hơn. Rất ít khi San phải make up thường xuyên, chỉ phục vụ cho công việc thôi. Ví dụ như là mình đi quay phim này, đi event này, cần thiết lắm thì mình mới make up. Còn không, gần như là mình khá thoải mái với gương mặt mộc của mình, bôi thêm một chút son dưỡng. Thỉnh thoảng thì mọi người cũng bảo là ủa, cũng người nổi tiếng mà sao không giữ hình tượng gì vậy. Nhưng mà thật sự thì sẽ nghĩ rằng sẽ tùy theo những trường hợp thôi.
có những lúc mình cảm thấy rất là thoải mái khi được để gương mặt mộc và mặc một bộ đồ thật là rộng rãi. Tại vì với mình coi trọng sự thoải mái nhiều hơn. Và nếu như mà người khác ấy muốn có thể có mình lúc đẹp nhất thì đương nhiên là họ vẫn phải chấp nhận mình những lúc mà mình tồi tệ nhất. Thành ra là đôi khi mình muốn để những gì mà nó mộc mạc nhất thuộc về mình. Và nếu như mà người khác vẫn thích cái sự mộc mạc đấy thì họ thích con người mình, chứ không phải là vì họ thích những vẻ đẹp được make up kỹ càng đơn thuần. Đương nhiên là cái gì đẹp thì cũng sẽ thu hút rất là nhiều người, nhưng mà mình thì không cần nhiều, mình chỉ cần một số ít nhưng mà họ thực sự yêu mình vì con người mình. Chúng ta luôn nói về tình yêu vô điều kiện, rằng là tôi muốn có một người yêu mình không vì lý do gì cả. Không phải vì mình xinh đẹp, khéo léo, rồi học giỏi, nhà giàu, mà chỉ vì đó là mình. Thì trước hết chúng ta vẫn phải yêu bản thân mình vô điều kiện như vậy. Đứng trước gương, các bạn soi toàn thân mình sau khi tắm, các bạn sẽ thấy là có những thứ không hoàn hảo, như là bụng mỡ đúng không? Những cái vết dạn ở đùi. Chắc là Sun chưa kể cho các bạn những cái vết dạn ở đùi vào năm mình 19 tuổi nhỉ? Sun sẽ kể cho các bạn sau nhé. Nhưng mà chân mình ngắn nè, rồi có những vết dạn ở trên đùi này. Có nhiều thứ mà trước đây mình vô cùng tự ti ấy, nhưng mà bây giờ mình cảm thấy là nó cũng có những cái vẻ đẹp riêng ấy. Và mình rất là thích ngắm nhìn mình trong gương sau khi tắm. Nghe thì hơi buồn cười một chút, nhưng mà đấy là cái cảm giác mình nghĩ rằng là dường như khi chúng ta trần trụi nhất và không có gì để che đậy, và chúng ta yêu thương lấy cơ thể mình, con người mình, cảm giác đó nó rất là tuyệt. Mình cảm thấy mình được là chính mình nhất khi mình trần trụi và đứng trước gương như thế. Đương nhiên là cái sự trần trụi đấy không hẳn là cần phải cho tất cả mọi người nhìn, nhưng mà bản thân bạn cảm nhận được điều đó. Sự trần trụi với cơ thể thì cũng giống như sự trần trụi vào tâm trí vậy, tương tự như nhau. Một bên thì có hình dạng vật lý rõ ràng, nhưng mà một bên thì không có. Nó là một thứ vô hình. Nhưng mà để thực sự yêu bản thân thì các bạn cũng cần phải trần trụi về tâm hồn đó các bạn. Nghĩa là đừng tự lừa dối mình và hãy thành thật với nó. Hãy thành thật với chính bản thân mình, về tất cả những chuyện đang diễn ra, về những cảm xúc của bạn. Đôi khi một người nào đấy chỉ trích bạn, bạn cố tỏ vẻ ra rằng là tôi không quan tâm đâu, tôi không bận tâm, nhưng mà rõ ràng sâu bên trong các bạn đôi khi có những lời nói rất tổn thương. Hãy thành thật với bản thân mình với điều đó. Không sao cả, chúng ta cứ buồn thôi. Như San đang chia sẻ với các bạn là mình đang buồn đây này. Lúc mà chúng ta không biết cái gì đấy thì đừng cố gắng tỏ ra là mình biết. Lúc bạn làm sai điều gì đó, hãy nhận lỗi thay vì đưa ra rất là nhiều những lời bao biện để lỡ người khác có đánh giá mình hay như thế nào. Thì chúng ta nhất định cần phải thành thật với chính mình các bạn. Khi mà các bạn có sự thành thật với chính mình thì dần dần ấy, cái việc mà giả vờ nó sẽ bớt đi rất là nhiều. Nghĩa là thà các bạn im lặng, các bạn không nói gì, nhưng mà các bạn sẽ không cố để bao biện hay là để lừa dối chính những cảm xúc của mình bằng việc khẳng định hay là phủ định một điều gì đó. Buồn thì cứ buồn thôi, vui thì cứ vui thôi, cảm thấy cô đơn thì cứ thành thật với chính mình. Không cần các bạn phải hét lên cho cả thế giới biết bằng cách viết status hay là đăng story. Miễn là các bạn đầu tiên cần phải thành thật với chính mình. Kể cả vừa rồi các bạn nói dối với ai đấy này, hay là các bạn làm tổn thương với ai đấy, thì các bạn cũng sẽ cần phải thành thật với chính mình và sám hối một chút. Dành một chút thời gian để nhìn nhận lại mình với tất cả những điều thuộc về mình. Tại vì đôi khi cách mà chúng ta nhìn nhận về bản thân mình nó không đúng, nó không thật. Đôi khi chúng ta chỉ yêu mình khi mình đẹp nhất, khi mình mặc bộ váy lung linh nhất, make up hoàn hảo nhất, cùng với những lời nói ngọt ngào nhất. Nhưng mà San thấy những khoảnh khắc đó luôn là những khoảnh khắc không phải là thật nhất. Ví dụ như là chúng ta đi đến một bữa tiệc rất sang trọng, chúng ta mặc những bộ váy hàng hiệu đắt tiền, make up rất là lung linh luôn, đi đứng nhẹ nhàng, nhấp một ngụm rượu vang một cách sang chảnh, nói những lời ngọt ngào. Nhưng mà mỗi ngày thì không hẳn là chúng ta đều sống như thế. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta là gì? Là cũng đi vệ sinh, đi nặng, đi nhẹ, rồi đánh giấm, rồi cũng có những lúc lôi thôi lách thách, không hẳn là chỉn chu mọi lúc mọi nơi. Rồi khi mà gương mặt không trang điểm này, hơi nhợt nhạt một chút này, đôi khi bạn phải cứ cố gồng mình lên một cách hoàn hảo nhất để được yêu thích. Như là phải trở nên giỏi thì mới được thầy thương bạn mến, phải trở nên cực kỳ xinh đẹp thì mới được người yêu chiều chuộng. Đấy đâu phải luôn luôn là bản thân bạn đâu. Bạn là một người
với rất là nhiều những góc cạnh khác nhau, chứ không thể nào luôn luôn ở trong trạng thái hoàn hảo nhất. Vậy là yêu bản thân mình thực sự ý nghĩa là chúng ta sẽ yêu tất cả mọi thứ về mình, về cả những góc hoàn hảo và cả những góc không hoàn hảo, kể cả những góc tốt và những góc xấu, và người khác cũng cần phải như thế. Và nếu như bạn muốn tìm một người chân thành với mình ý, thì các bạn cần phải tìm người mà họ yêu mình cả những điểm tốt và những điểm xấu nữa. Người ta nhìn thấy mình nhai nhùm nhòm ấy, ăn rất là ngon miệng nhưng mà không được sang lắm, người ta vẫn thấy dễ thương, vẫn thấy yêu kiều, vẫn thấy cute đó. Còn nếu như mà mình còn ngại ngùng, không dám được là chính mình trước mặt người đấy, thì San nghĩ rằng là các bạn đang gặp người không phù hợp đâu. Có thể là một hai lần đầu các bạn còn hơi ngại, nhưng mà khi mà các bạn đã yêu nhau rồi, quen nhau lâu rồi, thì các bạn nên là chính mình thật là thoải mái. Kể cả lúc đấy các bạn cảm thấy mình kiểu không được lung linh, không được hoàn hảo ấy, nhưng mà dẫu sao thì yêu bản thân mình chính là như thế đó các bạn. Chính là một sự trần trụi, chứ không phải là một sự lừa dối. Không phải là chỉ yêu và chỉ tự hào về những điều tốt đẹp về mình không, mà còn cả những điểm chưa hoàn hảo nữa. Mình cũng cảm thấy nó bình thường, hoặc là mình cảm thấy nó đáng yêu, hoặc là mình cảm thấy nó tạo nên sự khác biệt ấy. Còn nếu như mà các bạn vẫn đang cố gắng yêu bản thân mỗi ngày bằng việc nỗ lực để trở thành một ai đấy, giống một ai đấy, thì đó chưa hẳn là đã yêu bản thân đâu các bạn. Chúng ta không giống ai cả, và chúng ta nỗ lực để giống ai làm gì chứ? Không để làm gì. Bản thân mình thì trước giờ luôn luôn như vậy, không cố gắng để giống một ai cả, chỉ là mình thôi. Cho dù có bình thường, chẳng có gì nổi bật hay là chẳng có gì đặc biệt, thì mình vẫn là mình. Tại vì chỉ là mình thì nó đã là một sự đặc biệt rồi, làm gì có ai giống nhau trên thế giới này đâu các bạn. Và mình yêu bản thân một cách vô điều kiện. Vô điều kiện. Mình vẫn đang cố gắng để nỗ lực và phát triển hơn mỗi ngày, nhưng mà mình đã trải qua rất là nhiều những khoảng thời gian thăng trầm trong cuộc sống, và ngay cả những lúc tồi tệ nhất thì mình vẫn không bỏ rơi chính mình. Mình vẫn có niềm tin mình đi tiếp, là ngày hôm nay hay là tương lai sau này nữa, mình sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc đó. Và mình biết ơn vì mình vẫn nỗ lực tiếp tục và tin vào chính mình. Mình hiểu rằng việc yêu bản thân vô điều kiện, nó mới thực sự giúp chúng ta phát triển, không trốn tránh những điểm chưa hoàn hảo, và không quá tự cao về những điều mà mình có được. Bây giờ các bạn thử làm một bài test cùng với San. Đó chính là sau khi các bạn tắm xong ấy, các bạn đứng trước gương và ngắm nhìn bản thân mình từ đầu đến chân. Đúng rồi, từ đầu đến chân, không sót một cái gì hết. Hãy nhìn ngắm tất cả mọi thứ, và bạn cảm thấy như thế nào về chính mình. San hy vọng rằng các bạn có thể yêu bản thân một cách vô điều kiện. Chúng ta sinh ra có được bao nhiêu cũng là điều để biết ơn rồi, và từ đó chúng ta mới bắt đầu phát triển và trở nên tốt hơn. Đừng chán ghét bản thân mình hay là những điều mà mình chưa làm được. Đừng mải sống trong kỳ vọng của người khác mà quên mất rằng khả năng của bạn có hạn, và chúng ta phải công nhận những nỗ lực của chính mình. Hãy cố gắng tiếp tục trên con đường phát triển của các bạn nhé. Và San thì vẫn ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay cùng với San. Podcast sẽ được lên sóng đều đặn vào thứ ba lúc 10 giờ tối trên kênh YouTube San Huyền Podcast. Hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast lần sau. Bye bye.